Rồi mến chào cả nhà ha, đã quay trở lại với kênh shop đồ đồng của em. Hôm nay thì em giao lưu cho cả nhà là 7 món ha, mặt hàng đồ đồng các loại ha. Thì cả nhà có sưu tầm liên hệ số điện thoại của em ha. Thì sau đây em lên chi tiết và báo giá từng sản phẩm cho nhà mình ha. Thì hôm nay em về cho cả nhà là 7 cái siêu phẩm. Thì cái siêu phẩm đầu tiên, đây là một cái con sư tử Pháp. Con sư tử Pháp là rất là lớn ha cả nhà. Qua chiều dài của con tử Pháp này đo được thì khoảng là 60 cm ha, rất là lớn nha cả nhà. Qua chiều sâu thì khoảng là 25. Qua chiều cao là khoảng là 31 phân ha. Con tử này rất là lớn nha cả nhà. Và quay cả nhà mình xem mặt sau nha. Mặt sau rất là lành tích nguyên vẹn luôn ha, không chơi vào đâu ha. Thì cả nhà kiếm một cái đôn để trước cửa nhà là bao có nhà mình chứng tờ chứng luôn nha. Qua con sư tử Pháp cho luôn cả nhà là 10 triệu đồng hết nha. Ở đây có một chữ ha. Đây một cái giống như là mắt về của Pháp này ha. Đó là mã số 1 ngày hôm nay. Qua mã số 2, em lên cho cả nhà đây là một cặp bình đồng tứ quý ha. Cặp bình đồng này rất là khủng lồ nha cả nhà. Nặng là 14,5 kg. Qua chiều cao tổng thể của cặp bình này là 50 cm ha. Qua miệng của cặp bình thì khoảng là 12 phân. Và đặc biệt cặp bình này vuông ha. Và mỗi cạnh em đo được thì khoảng là 13 phân. Và cạnh bên đây khoảng 13 phân ha. Chắc liền bằng đồng hết đó cả nhà. Thì đặc biệt cặp bình này ha là tượng trưng cho bốn mùa cả nhà, là bốn mặt khác nhau ha. Mặt bên đây này khác nhau ha. Mình giống như là một cái bông chứ đâu. Đây là giống như bạn bông sen vậy ha. Rất là đẹp luôn ha. Và cặp bình này giao lưu cả nhà là 7.500.000 nha. 7.500.000 đó là cho mã số 2. Và tiếp theo là mã số 3. Đây một tượng quan công trắng ải ha. Tượng quan công này rất là lớn nha cả nhà. Và trọng lượng là 9,5 kg. Và chiều cao tổng thể thì khoảng là 45 phân ha. Và chiều ngang thì khoảng là 18 phân. Và chiều sâu thì khoảng là 16 phân ha. Chắc lại vận động hết ha. Và tượng quan công này mặt sau rất là nguyên vẹn nha. Thì cả nhà tỉnh tượng này về để cả nhà là 3.8 triệu nha. 3.8 triệu đó là mã số 3 của ngày hôm nay. Và mã số 4, đây là một con ngựa mã đáo thành công. Con ngựa này nặng là 8 kg. Và chiều cao thì khoảng là 45 phân ha. Và chiều ngang thì khoảng là 29 phân. Và chiều sâu của mặt đế á, thì khoảng là 12 ha. Con ngựa này rất là lớn nha cả nhà. Và hai bên thì có cẳng một cái đôi lồng rất là đẹp luôn ha. Rất là lành tích luôn ha. Và mặt đế đây, bao có nhà mình chứng đồng luôn. Giao lưu cả nhà con ngựa này là 3.9 triệu nha. 3.900.000 đó là cho mã số số 4. Mã số 5, đây là một cái đỉnh đồng thác lăng. Cái đỉnh đồng này nặng là 7,5 kg. Và chiều cao thì khoảng là 40 cm ha. Và chiều ngang đo được thì khoảng là 25, chắc liền bằng đồng hết đó cả nhà. Gồm có 7 con lăng ha. Và đỉnh một con lăng ở trên là một cái đỉnh đây. Và ba con lăng thì bám lên một cái song trọng ha. Và ba con lăng dưới là làm một cái trụ ha. Và mặt đế đây ha, có một cái đế lót rất là đẹp luôn. Và giao lưu cả nhà cái đỉnh lăng này là 4.900.000 nha. 4.900.000 đó là mã số số 5. Qua mã số 6, đây là một tượng Phật đồng băng khước ha. Một tượng Phật này là trọng lượng nặng khoảng là 6,5 kg. Và chiều cao tổng thể tượng này là thì là 69 cm, rất là lớn nha. Và chiều ngang thì khoảng là 14 phân, chắc liệu bằng đồng cũ hết cả nhà. Thì cả nhà thỉnh tượng này về là 3.5 triệu nha. 3.500.000 đó là cho mã số 6 của ngày hôm nay. Rồi đang quay chi tiết cả nhà mình xem ha. Đây là tượng Phật băng khước ha. Thì cả nhà thỉnh về thì cứ liên hệ số điện thoại cho màn hình của em nha. Thì giao lưu cả nhà là tượng này là 3.500.000 nha. Đó là mã số 6. Và tiếp theo là mã số 7. Mã số 7, đây là một cái siêu phẩm ha. Đây là một bộ tam đa phúc lộc thọ. Bộ này rất là lớn nha. Và bộ này em căng trước được cho cả nhà là 36 kg ha. Và chiều cao của mỗi tượng này khoảng là 60 cm ha. Và đặc biệt thì chiều ngang rất là lớn luôn. Chiều ngang đầu khoảng là 23 phân. Rất là đẹp luôn hết cả nhà. Đây là bộ tam đa phúc lộc thọ bằng đồng ha. Rất là nguyên vẹn luôn ha. Thì cả nhà về nhà để trong nhà thì trong nhà có phúc có lộc có thọ ha. Thì cả nhà tỉnh bộ này về là 18 triệu đồng nha. 18 triệu đồng cho bộ tam đa phúc lộc thọ mã số 7, cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Thì cảm ơn cả nhà quan tâm của em trong thời gian qua. Và mến chào cả nhà.